Xin chào các em. Ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ rèn kỹ năng ôn tuyển sinh vào lớp 10 nữa cho các em nha. Ngày hôm nay tôi sẽ làm đề tuyển sinh của Hà Nội năm 2020-2021. Đề cũng phân loại có những câu phân loại khá là hay nha các em nha. Vậy thì các em quan sát vào đề. Câu số 1 nha các em. Câu số 1A. Cái câu đầu này cũng đơn giản anh em. Tính giá trị biểu thức A tại x bằng 4 nha. Vậy rất đơn giản, em tại x bằng 4, em thay x bằng 4 vào cái biểu thức A cho tôi. Tại x bằng 4 suy ra A bằng, thay vô căn x là thay bằng số 4, đúng không? Cộng 1 chia cho căn 4 cộng cho 2. Trời ơi, êm không em? Căn 4 mang ngoài bằng 2, đúng không? 2 cộng 1 thì bằng 3. Rồi căn 4 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Êm em. Rồi câu B. Câu này là 1 ý 1 nha em. Câu 1 ý 2, người ta yêu cầu chứng minh bằng B bằng 2 cộng căn x cộng 1. Có nghĩa này rất đơn giản em. Em cái bài câu B em rút gọn đi, nó cho đáp số em. Em nào mà không ra đáp số như vậy thì em đáp sai nha. Vậy thì mình rút gọn D cho em. Viết B vô. B bằng 3 căn x trừ 1 trừ căn x cộng 5 chia cho x trừ 1 ha. Và người ta cho điều kiện là các em. Còn sau này cái đề bài mà chưa cho điều kiện thì em phải tự động lấy điều kiện. Nhớ kỹ điều này nha. Rồi, vậy thì tôi xử lý nè. Này, dấu trừ ở giữa cộng trừ chắc anh phải quy đồng rồi. Mà muốn quy đồng thì tìm được mẫu thức chung. Mà muốn tìm mẫu thức chung phải phân tích mẫu thành nhân tử. Nhớ nha, ở đây không thể phân tích được thì vậy. Nhưng mà em để ý nè, x trừ 1, x chính là căn x bình, 1 chính là 1 bình. Hằng đẳng thức A bình trừ B bình, tắt ra cái em thì bằng A cộng B nhân A trừ B, tắt ra là bằng A cộng B là căn x cộng 1 nhân căn x trừ 1 nha các em, này số 5 nha các em nha. Rồi cái dài nè, rồi em thấy không, nó thấy giống nhau có cái này không, hai này giống nhau nè, vậy là tích chung và riêng. Với số 1 lên nha cho tôi, hai này giống nhau mấy cái này riêng mày số quy đồng em, đừng có khử mẫu nha. Các bài rút gọn có rất nhiều em quy đồng khử mẫu là tiêu nha. Khi quy đồng khử mẫu khi giải phương trình mới được nha. Vậy để mẫu thì rút gọn mà. Cộng này chia này em, còn căn x lấy này chia này mất này đi nè, không? Còn căn x cộng 1 nhân lên 3 nhân cho căn x cộng 1 tôi nhân luôn nha, bằng 3 căn x cộng 3. Rồi, cộng này chia này em, còn 1, 1 nhân nhân tử vẫn tại luôn, dấu trừ nhân vô. Nhớ này có chừng rất nhiều em bị sai cái này nè. Rất nhiều em ghi cộng 5 là sai. Dấu trừ này phải nhân vô nữa nè, trừ 5 mới đúng. Này này 3 mà trừ đi 1, đó còn 2 căn x 3 mà trừ đi 5 còn âm 2. Viết cái mẫu lại cho tôi. Căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 1. 2 với 2 tôi đặt 2 ra ngoài thì còn căn x trừ cho 1. Với mẫu này là còn căn x trừ 1 nhân cho căn x cộng 1. Mất. Đó, hai này giống nhau là đơn giản mất nè. Còn 2 trên căn x cộng 1. Mở ngoặc ra điều phải chứng minh giống cái đề đã hỏi không, bằng 2 trên căn x cộng 1 đúng. Ok, đã đúng. Rồi câu B các em nha, câu B khá hay nha, cái này có liên quan đến kiến thức ngoài nhiều nữa các em nha. Cho P bằng 2 căn AB, 2A nhân B nha, ta có nè, P bằng 2A nhân cho B đúng không, cộng cho căn x, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Vậy muốn tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P rất đơn giản, em thay A và B vào, sau đó em tìm giá trị nhỏ nhất. Đó, coi em coi nè, coi như thế nào ha. Rồi, tôi thay vào nè, bằng ha, 2 viết này, A của cái đề người ta cho nè, căn x cộng cho 1, chia cho căn x cộng 2, B các em, B này em mới đúng gọi là bằng 2 trên căn x cộng 1, cộng căn x. Rồi, bằng nha, em coi đơn nào nè, hai này giống nhau đơn giản mà. 2 nhân 2 bằng 4 trên căn x cộng 2 cộng căn x. Giờ đây tìm bình nè em, cẩn thận nè. Điều kiện cái đề á, điều kiện trên đề người ta cho là x lớn hơn bằng 0, x lớn bằng 0 nha. Đó, điều kiện của câu ý 1 á, ý 1 bằng 1, x lớn bằng 0 và x khác 1. Các em những bài tập mà liên quan đến lý vi ép, các em còn nhớ mấy bài chứng minh các phương trình có hai nghiệm phân biệt gì á, tìm mí mắt cái bài đó bình thường, hầu hết đưa về hằng đẳng thức là bình phương một tổng, bình phương một hiệu nó dễ, ai cũng làm được. Nhưng bài mí mắt này không phải đơn giản, cực kỳ đau đầu luôn nha. Đó, vậy thì ở đây quan sát nè, muốn làm được bài này các em phải dùng vận dụng bất đẳng thức,
AM chị em, còn gọi hồi xưa tôi học đó chính là bất động thức cô si đấy. E quên thì nhìn nó lên bảng nha. Đây bất động thức anh em chị em tôi viết bên này ha. Rồi. Đây. Bất động thức AM chị em hay là còn gọi là bất động thức cô si nha. Học cái viết kiểu tiếng Anh đi. Rồi. Trung bình cộng hai số này. Luôn luôn lớn trung bình nhân của nó. Với điều kiện AB phải không âm nha. Đây. Ngày lớp 8 sắp học thêm mình cũng có học cái này rồi đó ha. Dấu bằng sẽ ra. Khi mà chị nghĩ A bằng B. Nhìn nha. Em muốn mất cái, em nhìn này. Em muốn mất cái mẫu gì đó, nó đơn giản để em tìm biên, rất đơn giản em. Em để ý nè, khi trung bình cộng hai số này, đó. Luôn luôn lớn trung bình nhân của nó, hai nó nhân lại. Mà nhân lại, mà nhân làm sao lại để cho mất x cộng 2 đi. Nhân lại muốn mất x cộng 2 thì trên tử phải có gì? Có, làm sao mất căn x cộng 2 đi? Thì trên tử có phải có căn x cộng 2. Nó nhân lại, nó mới mất được chứ, đúng không? Vậy thì tôi sẽ tạo ra cho em coi, nhìn lên bảng các em nha. 3 4 căn x cộng 2. Muốn có x cộng 2, rất đơn giản, tôi cho x cộng 2 vô. Thêm 2 thì trả người ta 2. Hiểu chưa? Rồi, mình coi đây là A này em. Coi đây là gì? B này em. Và tôi biến đổi tương đương cái biến đổi này thêm một giai đoạn nữa cho các em dễ nhìn nào. Nhìn nha. AB lớn bằng nhân lên là chuyển lên là 2 căn AB. Đúng không? Cái đừng ghi chữ B đây cho dễ nhìn nè. Vậy xuống hàng B. Đây là hai cái này A cộng B này. Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng nè, em theo công thức này. 2. Nhân gì? Nhìn công thức này. Căn A nhân B, đây này nhân này. 4 phần căn x cộng 2. Cộng nhân chứ. Nhân cho căn x cộng 2. Cái trừ 2 mà ra thì biết trừ 2 biết lại. Hiểu chưa? Đó. Rồi. B lớn bằng. Lách. Hai này giống nhau hết phải không? Căn 4 nào bằng mấy? 2. Mà 2 nhân 2 bằng mấy? 4. 4 chia 2 thì bằng? Suy ra P min bằng mấy em? Bằng 2. Dấu bằng xảy ra các em. Dấu bằng xảy ra coi có không nha. Quả cái đề bài không? Dấu bằng xảy ra. Khi mà chỉ khi A bằng B, có nghĩa 2 này bằng nhau này. Cái này tôi nhắc ở ngoài nha các em. Tôi nhắc ở ngoài nha. Tôi nhắc ở ngoài nè. 4 trên căn x cộng 2. Đúng không? Khi A bằng B là hai này bằng nhau này. Bằng căn x cộng 2. Thấy chưa? Nhìn chéo vào lên. Biến thành căn x cộng 2 tất cả gì? Bình bằng mấy em? Bằng 4. Thấy chưa? Đó. Vậy thì lúc này em chỉ cần giải thôi, giải cái phương trình đó thôi nha. Em giải cái phương trình này lập tức em sẽ tìm được giá trị x thôi. Vậy thì tương đương 4 có phải là 2 bình phương. Đúng không? Đó. Vậy thì ở đây các em có hai giá trị nè. Hôm nay em sẽ giải hai phương trình căn x cộng 2 bằng 2 và căn x cộng 2 bằng gì? Âm 2. Số nào bình phương 4? Có hai số, đúng không? Số nào 4 có hai số, vậy số 2 và âm gì? Âm 2. Giải hai cái này. Vậy thì tương đương mình sẽ giải được nè. Nè, chuyển qua đây bằng 0 và x bằng 0. Chuyển qua cộng 2, chuyển qua là trừ 2, mà căn x bằng 2 cái bằng âm 4 thì không thể tồn tại, x bằng rỗng. Vậy cuối cùng dạng này, x bằng 0. X bằng 0, lớn hơn bằng 0, thỏa mãn điều kiện của đây nha. Dấu bằng xảy ra khi x bằng 0. Đó, nghe kìa. Rồi, em trình bày vào nha. Đó, bài giải bên này, cái này phương pháp rồi. Em trình bày vào. Rồi, các em quan sát câu số 2 nha các em. Câu số 2 nè, giải toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình sau ha em. Bài toán này bài toán chuyển động nghe các em. Bài toán này cũng cơ bản thôi, cũng không đến nỗi là quá khó như các em nha. Tôi phân tích bài nè. Quãng đường từ Nhà An đến Nhà Bình dài 3 km ha. Buổi sáng An đi bộ từ nhà đến Nhà Bình ha, từ nhà của An đến Nhà Bình ha. Có nghĩa là bạn đến đó xong bạn chơi đến buổi chiều bạn mới về nè. Buổi chiều cùng ngày An đạp xe từ Nhà Bình về Nhà An cùng quãng đường đó với vận tốc lớn hơn đi bộ là 9 km. Rồi đó. Đến vận tốc đi bộ của An, biết rằng thời gian buổi chiều ít hơn thời gian đi buổi sáng là 45 phút. Tất nhiên rồi em, buổi sáng đi bộ mà, buổi chiều đi xe đạp mà, thì vận tốc lớn hơn thì thời gian về sẽ ít hơn, đúng không? Đó.
thay vì cho giống như mấy bài toán chuyển động mà thời gian về ít hơn thời gian đi chẳng hạn. Đó, rồi thiết kế ra bài tập. Vậy thì tôi tóm tắt trước cho em nha. Rồi. Đây nhà của A nè, mình phân tích đây là nhà A nè. Bạn tới nhà Bình nè, đúng không? Nhà bạn Bình nè, quãng đường từ đến đây nè em 3 km. Nha. Rồi. Yêu cầu tính vận tốc đi bộ của em. Là mình xác định đây là đi bộ nè, lúc đi nè ha. Đây là phân tích đây là lúc đi nè. Rồi, còn tính là đi trở về nè. Vận tốc lúc đi nè. Mình đặt SD. Vận tốc lúc về chắc chắn là lớn hơn rồi, đúng không? Lớn hơn đi bộ là 9 km, vậy chắc chắn là S cộng 9. Vấn đề đi bộ cũng đi trên một quãng đường đó luôn, đi xe đạp và đi bộ trên một quãng đường cùng là 3 km luôn. Vậy thì em quan sát thiếu một cái đại lượng đó chính là thời gian trừ đi. Vậy thì rất đơn giản, các em tìm thời gian đi ra. Thời gian đi thì bằng quãng đường đi là 3 chia cho vận tốc. Thời gian về ra bằng quãng đường về vẫn là 3 luôn chia cho vận tốc. Là x cộng 9. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 45 phút. Làm sao biết thời gian về ít hơn thời gian đi? Chắc anh lấy thời gian đi lâu là thời gian lúc đi, đúng không? Vậy rất đơn giản, em lấy t đi, trừ đi t về thì bằng 45 phút, em đổi ra bằng 3/4 giờ. Em thay phương trình vô t đi nè, 3 chia x. T về là 3 chia x cộng 9. Ồ. Vậy phương trình này thôi là xong rồi. Đúng không? Quy đồng khử mẫu lập tức tìm lại. Đó, bài toán cơ bản dễ nhất kỹ nha. Vậy thì đầu tiên, tôi gọi nè. Em gọi đi kia. Gọi x là vận tốc của A. Đúng không? Đi bộ. Rồi, chắc ăn là vậy phải lớn hơn không nha. Km trên giờ. Còn nếu em gọi x là vận tốc lúc về á, đúng không? Thì chắc ăn phải đích lớn hơn 9 nha. Đó. X cộng 9 là vận tốc an của an lên lúc về nha. Lúc về hay là lúc đi xe đạp các em nha. Đó. Km trên giờ. Đó. Cái nhìn sơ đồ về nè. Đó. Vậy chị trả lời ra thời gian an đi là đó bằng quãng đường chia vận tốc 3 chia x, đơn vị là giờ. Ở sau đó em nói thời gian an về nha em. Bằng quãng đường chia vận tốc là 3 chia x cộng 9. Đơn vị là giờ. Thôi là phương trình thôi các em. Theo đề ta có phương trình nha. Theo đề ta có phương trình. Rồi, lấy 3 trên x. Thời gian lúc đi lâu hơn lúc về trên x cộng 9 bằng 3/4 nha. Quy đồng khử mẫu các em. Mẫu thức chung của nó nè. Chắc ăn là 4x nhân x cộng 9 đúng không? Rồi. Từ đây suy ra. Cầm cái này chia này chắc em. Mất hết đi, làm chia cho nhanh nha. Làm nhân nó lâu lắm. Rồi còn 4 nhân x cộng 9 như đây là 3 nhân cho 4 nhân x cộng 9 là các em. Đúng không? Trừ cầm này chia này mất x cộng 9 thì còn 4x nhân lên 3x nhân 3 nhân cho 4x ha. Em cầm mẫu này em chia 4 còn x nhân x cộng 9 nhân lên 3x nhân cho x cộng 9 nha. Rồi tới đây em nhân vô này 12x nhân vô 12 nhân 9 là 12 nhân 9 108 nha. Trừ 12x bằng 3x bình phương cộng 27x nha. Vậy thì tương đương 2 ngày hết nè. Cộng chuyển qua là trừ 3x bình phương nè, trừ cho 27x nè. Có gì em thầy qua đây cũng được, chẳng sao hết. Cộng 108 bằng 0. Rút máy tính thật em nha. Ở đây dùng máy tính bấm nghiệm cho nó mau nha. Em giải công thức nghiệm được không? Được. Nhưng mà nó hao thời gian với em lắm nha. Khi toán đố tới đây thì em có cái quyền dùng máy tính được rồi. Vậy thì tương đương. Em dùng máy tính em bấm đi. X1 bằng, X2 bằng nha. Rồi, em giải máy tính tiếp em. Em giải máy tính ra được là x bằng 3, đúng không? X bằng 3 và x bằng -12. -12 chắc chắn là loại rồi. 3 mình nhận thôi. Đúng không? Rồi, kết luận. Vậy, vận tốc đi bộ của anh là
km/h. Phù hợp đúng không các em? Đó. Đây là câu 2 nha các em. Câu 2, câu bài số 2 là mã nha. Mã ý số 1. Rồi, giờ tôi làm luôn ý số 2 đây luôn cho các em nha. Tại vì ý số 2 nó cũng khá ngắn nha. Vậy thì các em, cái này thì dùng thêm máy tính cho các em nha. Rồi, em đọc đề này. Một quả bóng bàn có dạng hình cầu. Ồ, hình cầu. Có bán kính bằng 2, diện tích bề mặt của mặt bóng nó bề mặt của bóng bàn nó là nhiêu lấy pi bằng 3,14 nha. Vậy thì rất là đơn giản nha em. Ghi vô diện tích mặt cầu. Cái này chỉ thuộc công thức làm được thôi nha. Mặt cầu này. Rồi. Em nhớ công thức này. Diện tích mặt cầu em nhớ phải là bằng 4 lần diện tích hình tròn này dễ dễ học. Nha, bằng 4 pi r bình phương. Đúng không? Thay số ok em. Người ta lấy pi bằng 3,14 thì mình thay bằng 3,14 nha. 3 x 3,14 nhân bán kính. Bán kính của nó người ta cho bằng mấy các em? Đọc ra đề các em, bằng 2 đúng không? Vậy thì 2 bình lên. Rồi cái này dùng máy tính mà bấm thôi các em. Đáp số bằng 50,24. Đó, đơn vị là cm vuông các em. Còn thể tích của nó công thức em cần phải nhớ nha, thể tích hình cầu bằng gì? 4/3 pi r mũ 3. Nhớ nha. Đó. Rồi, em quan sát lên câu số 3 nha các em. Yêu cầu giải hệ công trình. Ở đây có cái điều là lạ chỗ này nè em. Cái nguy hiểm của em khi làm bài này hay bị sai này các em. Có nhiều em quy đồng lên em. Trời ơi, quy đồng kiểu mẫu đi một cái là bài toán là hết luôn, làm luôn em nha. Đừng có sợ gì hết. Đừng có sợ thả bài như thế. Ở đây tôi có hai cách để xử lý, bao nhiêu cách xử lý bài này luôn nè em. Đó, cách này tôi giải bình thường luôn nghe. Tôi sẽ là khử mất ẩn hết đi. Bằng cách tôi dùng phương pháp cộng nha các em. Tôi khử mất ẩn hết bằng cách nhân âm 2 vô cộng hệ số đó âm mất. Sẽ tìm được cái phương nghiệm này. Rồi, vậy thì tôi sẽ nhân cả hai vế này cho âm 2 để cho đối hệ số của x nha. Và thì đây tương đương âm 4x trừ 6 trên y trừ cho 1 bằng âm 10 hen. Này là 4x cộng trừ cho 1 trên y trừ cho 1 bằng 3 nha các em. Tương đương 2 này cộng này hết, 2 này cộng này bằng âm 7 trên y trừ 1 cùng mẫu mà. Giữ mẫu cộng tượng này với nhau, 2 này cộng này bằng nhiêu em? 2 này cộng này bằng âm 7 đúng không? Phương trình này sẽ tìm được y, giới tôi sẽ biểu diễn y theo x nha. À, x tôi viết lại nè, bằng thải này qua đây. Bằng 5 trừ đi 3 trên y trừ 1. Tí tôi phải thay x, thay hai qua sau nha. Nó rối lên đó. Rồi tương đương nha. Tôi chuyển này lên nè, biến thành y trừ cho 1. Chuyển này xuống, có nghĩa là âm 7 á, âm 7 là chuyển qua đây nè. À, âm 7 chia âm 7. Đó, thì bằng bao nhiêu em? Âm 7 chia âm 7 đáp số bằng 1, đúng chưa? Đó, vậy thì tôi vẫn viết này nằm chậm cho các em coi. 5 trừ 3 trên y trừ 1 nha. Bài này tôi sẽ giải cho các em bằng cách luôn ạ. Tương đương. Rồi, trừ 1 chuyển qua là cộng 1 và y bằng 2, đúng không? Y bằng 2, vậy 2x 3. Rồi, thay vào đây 5 trừ 3 chia cho 2 trừ cho 1. Tương đương y bằng 2 x bằng nè, 2 trừ 1 bằng 1 đúng không? 3 mà chia cho 1 bằng 3, 5 trừ đi 3 bằng 2 đúng không? 2 chia 2 thì bằng 1. Xong. X bằng 1 y bằng 2. Các em tự kết luận nha. Tôi giải thêm cách này. Coi ra hệ cách 2 này các em. Cách 2 tôi sẽ cho cái hệ số bên này nó sẽ đối nhau nha. Em thấy đây số 3 đúng không? Mà đây số âm 1 tôi chỉ cần giữ nhân cho 3 đúng không? Tôi viết lại là 2 x cộng. Rồi 3 trên y trừ 1 nha các em. Bằng 5. À, giữ nhân cho bao nhiêu em? Nhân cho âm, nhân cho 3 vô là tức sẽ đối điện đúng không? Biến thành 12x nhân cho âm 3 phần y trừ cho 1 9 tương đương. Rồi, tôi cộng này nè, 14 x. Làm cách này êm hơn đấy em. Hai này cộng này đối nhau thấy không? Đó, đối nhau cộng này mất cái gì? 9 cộng cho 5 14. Trời ơi, sẽ tìm được x. Đúng không? Giờ mình sẽ biểu diễn x theo y á. Đúng không? Lấy phương trình này dễ nha. 3 trên cho y trừ cho 1 đúng không? Bằng 5 trừ 2x. Cứ từ từ mà làm. Rồi tương đương x bằng nè, nhân chuyển qua chia x bằng 1 là các em. Thấy không? Thì tương ứng là 3 trên y trừ cho 1. Thấy x 1 ở đây 5 nè, 1 ở đây nè, 1 nhân âm 2 là âm 2. Mà 5 trừ 2 bằng mấy em? 3 đúng không? Đó, 3 nè. Làm thêm đây luôn nha, ra đáp án luôn nha các em. Tương đương x bằng 1 y bằng mấy nha các em. Nè, nhá ở ngoài nè ha. Này chuyển này lấy nè.
chuyển y trừ 1 chia chuyển lên nhân, nhân 3 chuyển ngoài chia 3, đúng không? 3 chia 3 thì bằng 1, rồi trừ 1 bên này chuyển qua là cộng 1, y bằng 2. Xong. Nha, đó là cách thứ hai. Tôi làm cho các em cách thứ ba đó nè. Có nhiều em làm cách này. Nha. Có nhiều em đặt ẩn phụ vô đây vậy? Đặt đây là U, V, T thoải mái nha. Sẽ đặt đây. Đặt T bằng đại diện tổng quát chính là 1 trên y trừ 1 nha các em. Đó. Thì ở đây mình đặt đây là ở đây sida nha. Đó là đặt T bằng 1 trên y 1 hệ phương trình cho. Hệ phương trình cho. Có vậy. Nó sẽ biến thành như vậy các em. Có dạng này như vậy, 2x cộng cho 3t, ở 3t nha em, bằng 5, rồi 4x trừ cho t bằng 3. Ở đây đây có nghĩa là cũng giải phương trình thôi, nhưng mà em thấy nó nguyên, nhìn vậy nó không có hình số, nhìn nó đỡ ghê không nha. Ở đây đây em một cách là cách thứ nhất là một này, em làm phương pháp cộng là một là nhân âm 2 cho trên, 2 là giới nhân cho mấy, cho 3, tùy các em à. Đó, vậy thì tương đương, tôi dạy đi nha. Vậy sao đây? Giới nhân 3 đi ha. Bỏ nhân âm, nhân cho 3 nè, 12x nè. Nhân 3 nè, trừ 3t, 9 nè, thấy không? Tương đương 14x. Cộng này nè, 14x này, x nè, 14 nè. Vậy t bằng gì? Nè, t bằng gì? Cố định cái này nè. Bằng cái mặt bên trước là 5. Cộng, chuyển qua là trừ 2x, nhân 3 các em chuyển qua là chia 3. Vậy tương đương x bằng 1. X1 thay vào đây nha, t mới nha, coi cho làm nè. X1 thay vào đây, đúng không? 5 trừ cho 2 nhân cho 1 chia cho 3 đáp số bằng mấy em? Nè, 5 trừ đi này, 2 nhân 1 bằng 2 rồi, 5 trừ 2 bằng 3, 3 chia 3 bằng 1. Thôi, mà t bằng 1 thì thay t bằng 1 vào đây các em nha. Rồi, mà có nhiều em viết tương đương em, chẳng sao. Đương đương, rồi làm nó ra, x bằng 1. T nè em, mà lúc này là t là bằng 1 trên y trừ 1, đúng không? Bằng 1 tương đương x bằng 1 chéo này lên, đúng không? À, nghịch đảo lên là đúng không? Y trừ 1 nè, nghịch đảo lên thì cái nghịch đảo 1 vẫn là 1. Trời ơi, nhẹ nhàng đúng không? Và x bằng 1 trừ 1 chuyển qua là cộng 1, và y bằng mấy? 2. Giống nhau hết nha các em. Các em quan sát đến câu số 2 nha. Câu số 2 là liên quan đến hàm số nha các em. Muốn làm được bài này thì các em phải kiến thức hàm số, lý thuyết phải thật là vững thì với em làm với chuẩn được ha. Ở đây câu 2 nha, bài 3. Ba la mã nha. Ba la mã mà ý số 2 nha. Ở đây cho cái hàm số y đường thẳng này em x cộng 4 với m khác không rồi nha. Rồi, giờ trước tiên tôi nói bài tập, trước khi làm cho bài tập tôi nói lý thuyết này cho các em vững vàng một chút xíu nha. Trước tiên tôi nói vậy nè, đây nè. Cái hàm số này, này chính là hàm số y bằng a cộng b đúng không? Hệ số a là bằng m mà m đã khác không rồi. Ok, nó chính là hàm số bậc nhất tồn tại rồi, được rồi. Theo lý thuyết em học á, có hai cách dạy khi vẽ cái hàm số này. Đầu tiên, đúng không? Đầu tiên em cho x bằng 0 vô thì nó sẽ bằng b. Thì nó chắc chắn đây là cắt trên trục tung này. À, đây là tọa độ điểm cắt trên trục tung. Trên trục tung. Cái tọa độ điểm lúc này của nó là từ đây tôi sẽ suy ra tọa độ điểm của nó nè. Có nhiều em á không làm mà cho x bằng 0 y bằng b mà nó là cắt trục tung tại điểm. Từ đây cắt trục tung tại điểm là không b. Đúng không? Rồi nếu em cho y bằng 0 thì lập tức nó sẽ cắt trên trục hoàn tại điểm trừ b trên a. Đây là cắt trên trục hoàn. Đó. Nhớ kỹ nha. Nào, vậy đây cái tọa độ điểm của nó là lúc này là em trừ b trên a không. Lý thuyết phải vững vàng mới được nha. Rồi, các em quan sát đến câu A nha. Người ta gọi là A, gọi A là giao điểm của đường thẳng D với trục OY nha. D với trục OY. Đây. Đường thẳng D đây với trục OY. Ví dụ là tao vẽ đại cho các em coi nha. Chứ không phải là cái hàm số đi như vậy. Nhưng mà lúc nào cũng phải cắt trục hoàn trục tung hết. Đó. Ví dụ như vậy nha. Đó. Đây là nó cắt trục tung tại điểm A đây nè. Mà muốn cắt trục tung rất đơn giản, muốn xác định cắt đường trục tung rất đơn giản cho em bằng 0 nhá. Đúng không? Thì lập tức em tìm được cái chỉ b liền, y liền, đúng không? Em cho x bằng 0 rồi lập tức em tìm được cái chỉ y liền. Đó có nghĩa là x a y a liền, đúng không? Đó. Vậy người ta nói nè, gọi a là giao điểm của đường thẳng d với trục oy. Xác định tìm tọa độ điểm a. Rất đơn giản em. Em cho x bằng 0 vô này em, đúng không? Cho x a bằng 0 vô, 0 thì lập tức y bằng b. Mà b em nhìn thấy đây phải số mấy em? Số 4 không? Đó.
Bây tọa độ điểm A là 0,4. Đúng chưa? Đó. Rồi. Các em quan sát nha. Rồi giờ tôi sẽ xử lý nha. Rồi. Câu A. Với SA bằng 0 thì suy ra IA bằng, đây là muốn cắt trục tung này, phải như vậy, cho x bằng 0 thì lập tức suy ra IA. Đây không như đây, y bằng 4. Kết luận vậy. Điểm A có tọa độ là 0,4. Hiểu chưa các em? Rồi muốn cắt trục tung hai cái trục này cho y bằng 0 lập tức tìm được giá trị. Đúng chưa? Đó, đây chính là tọa độ điểm của nó. Đó. Vậy thì tương tự đến câu B các em. Câu B nha. Tìm tất cả các giá trị M để đường thẳng D cắt trục OX tại điểm B. Đây. Đường thẳng D này em. Này cắt là trục OY rồi nha. Rồi OX tại điểm B. Điểm B là cắt trục hoàn em. Cắt trục hoàn nha. Tại điểm B. Rồi. Sao cho tam giác OAB cân. Chắc anh đây là vuông rồi. Mà muốn cân rất đơn giản, muốn nó trở thành tam giác OAB cân. Khi vậy chỉ rất đơn giản OA bằng OB. Em hiểu ý đó nói chưa? Rồi. Em nghe nè. Em nghe nha. Có rất nhiều em ở này người suy nghĩ OA nó bằng mấy, OB bằng mấy. Tại vì nó thông thường là mười hàm số mà có số vô đây rồi quá êm em. Đúng không? Nó cắt ra nhìn vô cái hình vẽ này biết nó này bằng mấy tiền, đúng không? Em để ý nha. Em để ý cho tôi được này ha. Và tí tôi sẽ nói kiến thức của lớp 10 một chút xíu ha. Có thể tiến độ dài còn thẳng thông qua tọa độ cũng được nghe. Đó, các em nhìn nè, xác định điểm B, vậy OA phải bằng OE, phải xác định được OB là mấy. Vậy trước tiên tôi phải tìm tọa độ điểm B nha. Rồi, vậy nè, với IB, tôi cho IB luôn. IB nè, muốn cắt trục OS tại điểm B đúng không? Vậy tôi sẽ cho IB bằng 0. Rồi suy ra XA bằng trừ B trên A. XB các em, B bằng trừ B trên A. Vậy là trừ 4 chia M. Trừ 4 chia M. Vậy suy ra cái điểm B có tọa độ này em, x trước y sau là trừ 4 trên M. Không. Đúng chưa? Tôi xác định tọa độ điểm B ra đây. Rồi giờ đối với vấn đề này em để ý nha. Em nhìn nha, ở đây tôi nhắc lý thuyết, cố gắng nhớ dùm tôi. Nó cắt trục tung tại điểm 0B thì em có thể tính được, ví dụ đây nè, tọa độ này. Đây là A nè. Đó, thì sẽ tọa độ A đây nè, tọa độ của B nè. Nha. Và từ đây em nhớ dùm tôi. Nha, nghe nhớ dùm tôi luôn nha. Em có thể tính OB trực tiếp, OA trực tiếp luôn nè. OA từ đây tôi sẽ suy ra OA bằng rất đơn giản, lấy giá trị tuyệt đối của giá trị B lên. Rồi OB lấy giá trị tuyệt đối của trừ B chia A lên. Đây chính là khoảng cách OA, OB. Nha, độ dài đoạn thẳng OA và OB. Nha. Có nhiều em nói trời ơi sao vậy? Sao biết vậy? Em à, khi em cắt trục hoàn đúng không? Ví dụ cắt trục hoàn tại hoàn độ bằng 2 ở đây này. Ví dụ hoàn độ là bằng 3 đi. Cắt trục hoàn là hoàn độ bằng 3 đi, có nghĩa ví dụ là 0,3 đi. Thì tôi hỏi em, từ đây đến đây bằng mấy em? Có phải là 3? Đúng không? Ví dụ là nó cắt bên này chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn nó muốn cắt bên này chẳng hạn là -3. Tôi hỏi em, từ đây đến đây bằng mấy? Phải bằng 3. Vì sao tôi lấy giá trị tuyệt đối? Tại vì giá trị tuyệt đối của -3 có phải bằng 3 không? Tại vì độ dài đoạn thẳng không có thể âm được. Nha, yeah. Độ dài đoạn thẳng không âm, vì thế tôi muốn là dương lấy giá trị tuyệt đối lên. Có trường hợp nó cắt bên này âm sáng, nhớ là âm 3 vô sao được. Nha, yeah. Nó từ đây đến âm 3 cho được, độ dài đoạn thẳng luôn dương mà, vì thế tôi phải lấy giá trị tuyệt đối. Em hiểu không? Ví dụ là cắt trục tung tại tung độ bằng 5 đi. Đúng độ 5 có phải từ đây đến đây phải bằng 5 không? Đúng không? Nhưng mà nếu mà nó cắt dưới này thì sao? Dưới này ví dụ là -4 đi chẳng hạn. Đó, ví dụ cắt dưới này là -4 đi. Ví dụ nó đi vậy nè. -4 chẳng hạn. Vậy thì đây đây ngoài em cũng là 4, vì thế tôi phải lấy giá trị tuyệt đối. Nha, tại vì đồ dài đoạn thẳng không âm. Rồi có nhiều em vẫn chưa hiểu là trời ơi, cái này công thức của tôi làm chế hay nó đúng hay sao? Không phải vậy em. Nha, tôi nói kiến thức sâu một chút xíu của chương trình của mấy anh chị lớp 10 nha. Đây, OA, muốn tìm OA rất đơn giản, lấy giá trị đối của B lên. Nha. Rồi suy ra OB, tôi nghĩ cái bài này chỉ dễ nhìn. Nha. Từ đây tôi suy ra OA, độ dài đoạn thẳng OA, OA bằng giá trị đối của B. Đoạn thẳng OB thì bằng giá trị đối của trừ B trên A. Nha. Rồi. Ở đây tôi dạy một cái thêm cái này nữa cho các em nè. Nha. Nữa, tôi nói kiến thức rộng chút xíu ha. Khi em có độ A là XA IA, đúng không?
điểm B có tọa độ là XB, IB nha, IB, thì em có thể tính được ví dụ giai đoạn thẳng AB luôn bằng công thức này, lấy XA trừ, nếu có tọa độ là XA trừ điểm B tất cả bình lên, rồi cộng cho IA trừ IB tất cả bình lên nha các em. Đây là công thức tính độ giai đoạn thẳng thông qua tọa độ. Vậy từ đây các em quan sát nè, điểm O là điểm O nè, có tọa độ là 0,0, đây đặt là O nha, độ là 0,0. Điểm A ở đây có tọa độ là 0B, đúng không? 0B. Rồi vậy thì tôi sẽ suy ra OA là bằng này, căn lên, nếu 0 trừ 0 tất cả bình, rồi nếu 0 trừ B dùng công thức này nè, 0 trừ B tất cả bình lên. Em nhìn là 0 trừ 0 chắc là 0 rồi, 0 bình bỏ luôn. 0 trừ B nè bằng âm B bình phương, đúng không? Âm B bình phương, âm B bình phương lên có phải là dương B bình phương không? Mà căn B bình phương thì em mà học rồi, căn B bình phương thì bằng cái gì? Mang ra ngoài giá trị đối của B. Vậy là OA bằng giá trị đối của B. Em hiểu ý cho nó không? Nha. Đó. Vậy thì tương tự OB cũng vậy luôn. Nha các em. OB nha, tôi tính OB cho các em mà. Và cái này có thể là em có thể là ngược lại luôn, là SB trừ SA rồi IB trừ A đều được hết, chẳng có vấn đề gì hết. Nha. Ví dụ là tôi lấy này trừ này, X này trừ X này thì phải tương ứng lấy Y này trừ Y này. Ví dụ là tôi lấy này, lấy trừ B trên A trừ 0, trừ B trên A mà trừ cho 0 tất cả bên này, đúng không? Cộng cho 0 trừ 0 tất cả bên lên. Này bằng trừ B trên A tất cả bên mang ngoài giá trị đối luôn là trừ B trên A. Được không em? Đó. Giống nhau hết mà. Đúng chưa? Đó. Đó. Cái này là công thức của mấy anh chị lớp 10 nha. Còn thực sự các em nhớ cái này cho tôi là ok rồi. Đúng không? Đó. Vậy thì ở đây tôi sẽ phân tích này. Rồi. Thì tôi sẽ tìm ra OA và OB bằng bao nhiêu ha. Rồi. Từ đây ta có OE bằng bao nhiêu em? OA bằng giá trị đối của B. OA bằng giá trị đối của B bằng 4 nè. Ha, bằng 4 luôn. Rồi OB lấy giá trị đối bằng giá trị đối nè, đây là cắt. Đây là cắt trục tung nè, tại điểm 4 nè. Vậy chắc ăn lấy giá trị đối lên. Cắt trục hoàn tại điểm này nè, vậy chính là OB luôn. Đó, vậy giá trị đối của âm 4 trừ phần M này. Đó. Đó. Để vậy luôn nè. Rồi. Rồi, vậy là để tam giác OAB cân. Cân đúng không? Mà đây là cân ở đâu em? Chắc là phải cân ở O rồi đúng không? Cân khi và chỉ khi OA bằng OB. Vậy thì tương đương này này bằng này này. Trừ 4 trên M giá trị tuyệt đối bằng 1. Rồi em nhớ này, giá trị đối của A bằng B mà B lớn không thì lúc này em chỉ cần xét hai trường hợp thôi. Là trường hợp thứ nhất là trừ 4 trên M bằng 4 và trừ 4 trên M bằng âm 4. Vậy thì tương đương em giải phương trình tìm M này được lên. M bằng chuyển này lên, chuyển này xuống, vậy thì bằng âm 1. Đúng không? Chuyển lên, chuyển xuống âm 4, chỉ âm 4 bằng 1. M bằng 1. Đấy. Thế đây em tự kết luận nha em. Vậy với M bằng cộng trừ 1, M 1 hoặc M bằng trừ 1 là giá trị cần tìm. Rồi em không tin nữa thì em thay cái giá trị 1 vào đây này. Em vẽ hàm số có phải đa cân không? Em thay âm 1 vào đây, vẽ có phải đa cân không? Này em biết liền, đúng hay sai vậy? Em hiểu ý cho nó không? Rồi, em trình bày vào nha. Rồi các em quan sát được câu số 4 này tấm hình nhớ các em nha. Cho tam giác ABC nhọn và đường cao BE. Rồi HK lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ E đến AB và AC. Và bài có 3 câu nha. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em về hình trước này. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nha. Cho tam giác nhọn luôn chứ không có cho đường tròn nha các em nha. Vẽ tam giác nhọn. Cố gắng các em vẽ hình nó lớn một chút xíu nha các em. Vẽ hình khá to. ABC. Ta nói là vẽ đường cao BE ha. Đường cao nhớ là phải căn vuông góc nha các em nha. Đường cao BE. Vuông góc với cạnh đối diện. Rồi, vẽ đường cao dọc. Vuông góc nha. Rồi tiếp tục các em. Rồi HK lần lượt là chân đường vuông góc kể từ E đến AB và AC. Kể từ E xuống AB. Wow. Đây căn vuông góc xuống. Ha. Đây là H.
và kẽm lên đường cong đây, ga dưới này ha. Hoa hậu quá nhiều quá buồn các em. Ồ, chắc anh liên quan thứ giác một tiếp đúng không? Câu đầu tiên các em nha, câu đầu tiên nè, yêu cầu chứng minh thứ giác BHEK là thứ giác nội tiếp. Rồi BHEK là thứ giác nội tiếp, quá đơn giản đúng không em? Thứ giác này có tổng hai góc đối bằng 180 các em, đúng không? Là có góc này cộng góc này bằng 180, vậy thì thứ giác này nội tiếp ngay cách đầu tiên luôn nghe. Vậy thì trình bày vô các em, em nghe nè, ta có góc BHI cộng cho BKI bằng 180 độ. Kết luận vậy tứ giác BHEK nội tiếp được. Nghe kìa. Rồi. Đây là câu A ha, đến câu B. Câu này là câu ý số 1 đấy các em nha. Rồi, giờ ý số 2 của nó này. Ý số 2 nè, chứng minh BH nhân BA bằng BK nhân BC. Này tôi nghĩ là chắc anh thông qua hai tam giác đồng dạng hoặc hệ thức lượng mới lập được tỷ lệ thôi đúng không? Tỷ lệ đoạn thẳng thôi. Rồi, vậy thì mình thử đoán coi tam giác được không? Chứng minh tam giác BHK BHK ok. BHC được không? BHK với BHC nào êm hơn. Rồi. Giờ thử BHK trước đi nghe ha. Thành công không? BHK là tam giác này. Tam giác nhỏ. Và BAC, BAC cũng là tam giác nhọn luôn, đúng rồi. Hai tam giác nhọn này có chung góc B này em. Tam giác BHK và ABC có chung góc B. Rồi chúng mình thêm một góc bằng nhau nữa thôi. Rồi vậy chúng mình làm sao đây? Nha. Nó vẽ gần gần như kênh mình hơi khó nhìn tí, nghe. Giờ các em nhìn nào, tôi chỉ cho làm nè. Giờ tôi sẽ chứng minh nè, tam giác này em nhìn là BHK và tam giác ABC có chung góc B rồi đúng không? Rồi, giờ chứng minh thêm góc nữa nè, tôi sẽ chứng minh góc K nè, góc hai vòng này nè. Rồi, tôi thấy cái cạnh này ngắn ngắn này tương ứng với cạnh ngắn này tương ứng với góc A này, chứng minh bằng góc này nè. Giờ chứng minh hai góc này bằng nhau nè các em. Em nhìn lên bảng nha, tôi hướng dẫn nè, rất là dễ dàng nè em. Em muốn chứng minh góc K và góc này nè, không bao giờ chứng minh trực tiếp được, luôn luôn là gián tiếp. Nè. Vậy thì em để ý nè, góc này là trong đầu phải soạn sẵn là trời ơi cái tứ giác nội tiếp thì có rất nhiều góc alpha bằng nhau. Có nghĩa là có các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đúng không? Vậy em nhìn này, góc K này nè, theo alpha, trời ơi, thằng này nè. Góc này chắn cung BH ra, thằng nào chắn cung BH, phải góc E không? Góc này không? Hai này bằng nhau, cùng chắn cung BH, vì cái tứ giác này đã đầu tiếp vừa chứng minh ở câu số 1. Đúng không? Hai góc này bằng nhau này, cùng chắn cung BH. Mà góc này chắc bằng góc này. Quá đơn giản, vì cùng phụ góc B1 nè. Này cộng này 90. Ok, thằng này cộng này 90 không? Hiểu không các em? Đúng không? Đó. Góc này cộng góc này 90, góc này cộng góc này 90. Vậy thì hai góc này bằng nhau. Vậy suy ra góc này bằng góc này. Hiểu ý tôi nói không? Hiểu không các em? Đó. Rồi, vậy thì ở đây tôi nói các em cứ hạn chế đọc số nha các em nha. Tôi viết số rồi nhưng mà tí tôi không làm số đâu. Có thể câu cuối tôi sẽ đặt số vô. Tại vì câu cuối sợ nó sẽ mấy cái góc của mình ra. Rồi, vậy thì giờ mình chứng minh nè. Muốn chứng minh được hai tam giác đồng dạng phải chứng minh góc này bằng góc này trước nghe. Vậy xin mời nè, có góc BKH bằng góc gì? BEH. Hai này đều bằng 1/2 số đo cùng BH. Giải thích kỹ hơn nè, vì tứ giác BHEK đầu tiếp. Còn em khỏi ghi cái này được không? Được em, không sao hết, ghi vậy là ta hiểu nha. Coi hai góc này bằng nhau mà góc BEH là góc này nè bằng góc này nè, đọc góc này luôn, đọc to đùng luôn nè, bằng góc ABAC luôn, hoặc là BAC luôn nha các em, đọc cái phục vụ cho cái câu sau của mình luôn nha. Là người ta hiểu góc này, hai góc này bằng nhau vì cùng phụ góc này. Trả lời ra vì cùng phụ góc này là tên là góc ABE. AB. Rồi. Và từ từ đây suy ra góc BKH bằng góc BAC. Rồi.
Rồi giờ quyền xét tam giác thoải mái này các em. Xét tam giác đầu tiên đọc thoải mái nha. BHK. BHK. Và tam giác chung B nào, B trước nè. Góc H đó. Góc K này bằng góc A, vậy góc H này mình đừng có biết góc C, đúng không? Vậy là BCA nha các em. Em viết sai tỷ lệ góc là tỷ lệ còn thẳng tỷ lệ nó không được đâu nha. Rồi có B là góc nhọn chung nha. Rồi góc BKH bằng góc BAC chứng minh trên. Từ đây các em suy ra được tam giác BHK đồng dạng với tam giác BCA theo trường hợp góc góc. Rồi lập tỷ lệ các em, ta có tỷ lệ. Rồi lập nhiên BH trên BC. Rồi BC biết rồi, còn BK, viết BK vô. BK, BK trên BA. Rồi nhìn chéo lên, chéo chéo. Vậy là BH nhân cho BA bằng BK nhân cho BC. Mở ngoặc đều phải chứng minh nha các em. Nhìn chéo lên không giống thì mình biết làm sao em. Cái chỗ này viết tỷ lệ góc sai rồi. Nghe. Đó. Rồi các em trình bày vào. À, ý số 3 nha các em. Câu cuối này chắc anh là câu khó rồi. Nghe, mình phải cố gắng nhiều các. Gọt F là trên đường vuông góc kể từ C đến AB. Các em vẽ đi. F là trên đường vuông góc kể từ C đến AB. Từ C đến đoạn thẳng AB. Rồi, vậy thì kiểu xuống. Các vuông góc cho nha các em. Kể từ C xuống AB. Cái này căn chuẩn cho các em nha. À, vậy đây chính là điểm F này em. Thấy chưa? Rồi, người ta nói tiếp tục nè em. Y là trung điểm của F. Rồi, để xóa con này đi em. Ô trời ơi, nó nhỏ xíu 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 trời. Rồi. Y là trung điểm nha các em, khúc này thôi. Nhưng mà tí thôi có xong ha. Y là trung điểm, đoạn này không đoạn này. Được chưa? Rồi. Chứng minh HIK thằng hàng. Ôi trời, HIK thằng hàng, à, đúng dự định của mình. Rồi. Làm sao chứng minh 3 điểm thằng hàng đây. Rồi. Ở đây tôi sẽ, tình hình ngày hôm nay tôi sẽ nói này, thống lại một số phương pháp chứng minh thằng hàng cho các em nha. Ở trong những bài học trước á, nhiều trước tôi đã nói đề cập đến chứng minh thằng hàng khá nhiều rồi ha. Giờ tôi sẽ lược tốc độ nhanh nha. Rồi coi hết chưa, những cách nào. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu em một phương pháp chứng minh thằng hàng mới mà trước giờ tôi chưa chứng minh nha. Cứ khoảng trước giờ tôi dạy em khoảng 5 cách chứng minh thằng hàng đúng không? Đó, 5-6 cách chứng minh thằng hàng, thêm một cách nữa. Vậy thì em quan sát nha. Cách thứ nhất là em nghe ha. Muốn chứng minh 3 điểm thằng hàng thì cách thứ nhất là thông thường mình sẽ dùng cái gì em? Cách thứ nhất là mình đưa 3, đưa về như em, 180. Có nghĩa là 3 điểm này tạo thành một góc gì? Góc bền, đúng không? À, cách thứ hai em dùng tiền đề ớt gì? Tiền đề ớt lịch. Cách thứ ba dùng định lý gì? Simpson. Nha. Ở đây tôi không có thời gian nói này hết từng phần cho em. Tôi chỉ lừa kê ra thôi, còn rớt vô dạng nào tôi sẽ nói. Nhấn sâu vào đó. Simpson là chứng minh là gì nhớ? Chẳng qua nhà bác học Simpson làm ngắn đi một bước so với 180. Chứng minh hai góc ở vị trí nha, đối định bằng nhau. Nha, nhìn ở vị trí đối định nhưng mà phải chứng minh nó bằng nhau chứ không phải nó hai góc đối định đâu. Đó, nghe. Đó, cách thứ ba. Cách thứ tư này em. Em sử dụng tính chất hình bình hằng và hình chữ nhật hoặc hình thoi, hình vuông chẳng hạn. Có một cái tính chất là gì? Hai đường chéo cách nhau là trung điểm mỗi đường. Nghe nha, tí tôi sẽ dùng thêm cái này để làm đó. Nghe. Rồi, có nghĩa là gì? Hình bình hằng và hình chữ nhật đều có tính chất là gì? Hai đường chéo cách nhau là trung điểm mỗi đường. Vậy nếu có một điểm là trung điểm đường chéo thứ nhất thì chắc ăn cái đường chéo đó, còn lại á nối giao này chắc ăn này thì chắc ăn nó đi qua trung điểm đường chéo thứ hai. Nếu y là trung điểm đường chéo thứ nhất thì lập tức y chính là trung điểm đường chéo thứ hai, mà trung điểm thì 3 điểm thẳng nè. Đó là cách thứ tư. Còn là cách thứ năm, tiến đề Euclid này em học rồi. Qua một điểm mà ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng cho gì? Cho trước thôi. Vậy qua một điểm mà ngoài đường thẳng ta chứng minh được có hai đường thẳng song song với đường thẳng cho trước thì hai đường thẳng đó không sai. Qua một
điểm mà ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó trước đây. Mà qua một điểm mình chứng minh có hai cơ, vậy chắc anh hai đường thẳng đó chắc anh phải trùng nhau, dẫn đến ba điểm của thằng ngang đó. Và từ đó mình sẽ chế được cách thứ năm là gì? Cái này là chế nha, qua một điểm nằm ngoài đường thẳng chỉ có vẽ được một đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước thôi, mà qua một điểm mình chứng minh được có hai đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước thì lập tức ba điểm nó thẳng ngang, lập tức hai đường thẳng nó trùng nhau đó. Đó, cái này chẳng qua nè, làm quả từ tiền đề click thôi nha, từ đó nghĩ ra thôi. Hoặc là cách thứ sáu là gì? Trong một góc chỉ có một đường phân giác thôi, mà trong một góc thì chúng mình có hai đường phân giác thì chắc ăn hai cái đường phân giác nó phải trùng nhau, dẫn đến ba điểm này. Tôi chỉ vẽ vậy thôi, không có nói, không biết là dài lắm nghe. Đó rồi, tôi nói tiền thể này, tôi nói cách bảy, ngày hôm nay tôi sẽ dùng tới cách thứ bảy để chứng minh ba điểm này nha. Trong đầu mình phải soạn này nè, cách thứ bảy này tôi sẽ giới thiệu nè. Các em chưa bao giờ được học nó và chưa bao giờ tôi dạy các em luôn nha. Và tôi đã từng làm cái đề đó, cái đề này cũng khá lâu rồi ạ. Để của thành phố chứng minh ba điểm nghiệp hàng ngàn dùng cách thứ bảy để chứng minh, có nghĩa là vậy các em. Giờ lý thuyết tôi không nói được, tôi vẽ hình tôi nói cho các em thôi. Ví dụ này như vậy nha, đây ví dụ này, ví dụ tôi muốn chứng minh điểm này A B C thẳng hàng đi. Rồi, đây là ví dụ và đây là AX dài nha, M đi chẳng hạn. Em nhìn sơ sơ cái phương pháp này thôi. Em nhìn này, trên một cái tia này, trên cái tia AX này nè, trên cái tia AX này, ví dụ là tôi chứng minh được cái góc này, góc này từ đây nè, góc từ đây này nha, góc này nè, ví dụ là chứng minh góc này bằng góc này, giả sử như thế thôi nha, chứ không phải nó bằng nhau nha. Đúng, trên đây luôn. Ví dụ giả sử như cái bài này tí sẽ chứng minh như vậy đó. Giả sử tôi chứng minh được góc này bằng góc này chẳng hạn. Có nghĩa là tôi chứng minh góc M1 này bằng góc MAB. Tôi chứng minh M1 bằng góc MAB. Và tương tự tôi chứng minh M1 bằng góc MAC. Phải ba điểm thẳng hàng không? Với điều kiện này nha, cái này phải kéo về một phía nha, chứ phải kéo về lên đây không được. Thằng kia đi lên đây, thằng lên đây không được nha, phải cùng một mặt thẳng so với đường thẳng này nha. Ví dụ nè, M1 bằng góc MAB đúng không? Từ một tia mà từ cái góc này này em kéo ra có một góc bằng góc cố định này. Rồi tiếp tục cũng từ cái góc này luôn em kéo ra luôn, em cũng bằng góc cố định này thì chắc ăn ba điểm thẳng gì, đúng không? Đó. Vậy thì bài này tôi, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thêm em cách thứ bảy. Nha. Trước giờ tôi dẫn em khoảng 6 cách thôi, đúng không? Này thêm cách thứ bảy. Rồi. Vậy thì điều kiện nè. Giờ coi hướng dẫn bài này ha. Tôi thấy ba rem chấm thì cái ba rem chấm của cái bài giảng của nó làm cách tôi thấy cũng lạ mà vậy thì tôi không đi đường đó ha. Tôi sẽ giải theo cách khác. Em quan sát ha. Bài này tôi sẽ làm như vậy nè. Từ đây, từ E tôi hẹn đường vuông góc xuống này. Tôi ra đường vuông góc xuống. Điểm này điểm G đi. Đó. Tôi kia đây kéo đường vuông góc xuống. Nha. Ở đây giờ tôi sẽ giới thiệu cách thứ nhất này. Tôi làm sẽ làm theo cách thứ nhất nha. Rồi cách thứ nhất là tôi sẽ đưa về 180 thôi. Em quan sát nha, nhìn lên bảng em. Nhìn bảng nè. Em nhìn nè. Thứ nhất EHFG. Một vuông, hai vuông, ba vuông là hình chữ nhật. Mà Y là trung điểm đường chéo FE. Dẫn đến Y chính là trung điểm đường chéo HG. Ba điểm thẳng hàng không? Ba điểm này đang thẳng hàng. Vậy thì tôi chỉ cần chứng minh HGK thẳng hàng hoặc là YGK thẳng hàng thì lập tức ba điểm này thẳng gì? Hàng.
hiểu chưa? Đó, tại vì ba điểm này đã thẳng hàng rồi, giờ tôi chỉ cần chứng minh một là gì em, y z k hoặc là h z k thẳng hàng, dẫn đến h z h y k thẳng gì hàng. Vấn đề làm sao chứng minh được đây này, em để ý giùm tôi nha. Rồi, em nhìn kỹ giùm tôi, làm sao chứng minh được nó thẳng hàng đây? Ba điểm này thẳng hàng rồi nè, nha. Đó, mình chứng minh vừa tôi vừa nói là chứng minh thẳng hàng rồi đó ha. Đó, sử dụng cái cách này nè, cách thứ tư để chứng minh ba điểm này thẳng hàng. Rồi. À. Rồi các em nhìn lên bảng ha. Ở trong đây có rất nhiều thứ giác cần thiết, tôi sẽ liệt kê những thứ giác cần thiết cho các em coi nha. Nhìn nào. Thứ giác EZKC nội tiếp hai góc alpha bằng nhau này 90 độ này, hai góc kề một định này, kề một cạnh này, cùng nhìn những đoạn thẳng vào nhau này, thứ giác nội tiếp nha. Một cái nha, cái nó em vừa chứng minh này, BHEK nội tiếp này, thêm một cái nữa này em, BFEC nội tiếp chưa nè, đấy 90 alpha đó nè, 90 này, thấy chưa? Rất nhiều thứ giác nội tiếp trong đây để mình khai thác nha các em. Vậy thì giờ tôi sẽ hướng dẫn chứng minh các em nha. Hệ thống này trong đây có bằng cái thứ bằng này cái thứ giác nội tiếp lại cho các em nha. Giác này này, khai thác thứ giác nội tiếp với làm được bài này ha. Thứ giác ECKC nội tiếp đây, hai góc này bằng nhau nha, hai góc này là hai góc kề một cạnh này, cùng nhìn những đoạn thẳng bằng nhau nè. ECKC nội tiếp một cái, cái đề bài mới chứng minh của bạn là BHEK nội tiếp chứng minh rồi. Thêm một cái thứ giác nội tiếp này, BFEC nội tiếp nè, 90 nè, hai góc này đúng không, hai góc kề một cạnh nè, cùng nhìn những đoạn thẳng bằng nhau nè, BFEC bằng nhau là 90 bằng nhau, thứ giác là nội tiếp này. Còn một cái thứ giác nội tiếp em học trong chương trình lý thuyết mình học á, những cái thứ giác nào nội tiếp được đường tròn, hình chữ nhật đúng không, hình thang cân, hình vuông, đó là ba thứ giác nội tiếp được đường tròn. Vậy cái này là hình chữ nhật đâu nè, hình chữ nhật nè đúng không, thì chắc chắn là thứ giác này nội tiếp được nè. Rồi tôi phân tích cho em coi nha, nhìn các bạn này, màu đỏ nha, nhìn màu đỏ nè. Rồi nhìn này, cái góc này nè em, góc này em xóa bớt mấy cái góc này đi cho nó khỏi trùng vô cái góc của mình nè. Cái góc màu đỏ này nè cộng góc này bằng 180 do tứ giác này nội tiếp, tí mình sẽ chứng minh. Góc này cộng góc này bằng 180. Mà góc này này em bằng góc em. Vì tứ giác BFEC nội tiếp, góc ngoài của tứ giác nội tiếp tại một đỉnh đó bằng góc trong đối kề một với nó. Có nghĩa này cộng này 180 nè. Thằng này cộng này 180 nè, đúng không? Tứ giác BFEC nội tiếp vào thì góc C cộng góc từ đây đến đây nè. Có phải bằng 180 không? Thằng này cộng này 180 phải góc này bằng góc này không? Nha, góc ngoài tại một điểm bằng góc đối tại điểm kề bù với nhau nha, góc này bằng góc này, góc này cộng góc này bằng 180, mà ngày bằng ngày dẫn đến góc này cộng góc này bằng 180, thấy chưa? Mà hình chữ nhật em để ý là hình chữ nhật là tứ giác nội tiếp mà đúng không, dẫn đến góc này alpha này nè, chắc anh bằng góc này, hai góc này cùng chẵn cùng phát hình, thấy chưa? Đó, góc này bằng góc này, bằng này cộng này 180, bằng ngày dẫn này cộng này như không 180, ngày cộng này 180 dẫn đến h z k thẳng hàng. Mà lúc nãy mình chứng minh rồi, h i z đã thẳng gì rồi, hàng rồi đúng không? Đó, và dẫn đến ba điểm này thẳng hàng, hiểu không? Nha, càng nha, đây là một cách thôi nha các em. Rồi giờ trước tiên đi kể ha, cách thứ nhất hàng ở bên đây kể a z vuông góc với gì em, FC. Rồi mở ngoặc ra, chắc anh hay là em gọi G là giao điểm cũng được nha. Nào, đó mở ngoặc ra, G thuộc FC. Rồi ok nha, giờ tôi cần thiết này, tôi chứng minh này là tứ giác này nổi tiếp nha. Ở chứng minh này hình chữ nhật dẫn đến ba điểm hàng trước đi ha. Rồi rồi tôi sẽ phân tích nè. Giờ tấm đồng hàng ha, ta có tứ giác HFG
GE là hình chữ nhật. Vì sao vậy? Mà ngoài ra giải thích nè. Vì góc này bằng góc này bằng góc này, góc này trừ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật. Vì góc GFH bằng góc FHE bằng góc FGE bằng 90 độ. Rồi. Mà Y là trung điểm đường chéo. Đường chéo gì em? FE. Người ta giải thích là cho đó. Đó. Suy ra Y cũng là trung điểm đường chéo gì em? Đường chéo HG. HG nha các em. Của hình chữ nhật. Của hình chữ nhật gì em? HFGE. Nên HIG thẳng hàng cho tôi. Em đặt đây là số 1 nha. Rồi HIG thẳng hàng rồi không? Giờ tôi sẽ chứng minh HGK thẳng hàng cho em cộng nha. Rồi chấm đầu hàng đi. À, muốn chứng minh được thì phải muốn chứng minh được HGK thẳng hàng như mấy tôi vừa nói với em đó. Giờ phải chứng minh tứ giác nội tiếp nè, EGKC nội tiếp nè, rồi BFEC nội tiếp nè, rồi FHEG nội tiếp nè, với khai thác những alpha với góc ngoài của tứ giác nội tiếp nha. Rồi giờ trình bày. Tứ giác CECK G nha, ECK nội tiếp được. Vì sao em? Vì góc EGC bằng góc EKC bằng 90 độ hết. Nằm mau vậy đó. Rồi chấm tiếp theo. EGC bằng góc EKC. Ok, một cái. Tứ giác tiếp theo là BFEC. BFEC nội tiếp được. Vì sao các em? Vì góc BFC bằng góc BEC bằng 90 độ. Rồi hình chữ nhật này, hình chữ nhật này em, hình chữ nhật thì chắc ăn là tứ giác nó nội tiếp được rồi, đúng không? Đó. Thế thì em mượn chứng minh là 90 cộng 90 trăm tám nội tiếp nè, được không em? Đó. Hay là thích chứng minh nữa thì tôi chứng minh luôn nè. Tứ giác FHEG nội tiếp được. Chứng minh lần 3 cái tứ giác nội tiếp luôn để khai thác cho mau. Nội tiếp được. Vì vì gì em? Vì góc FHE cộng cho góc FGE, đúng không? Bằng 180 em. Tứ giác có tổng hai góc đối. Đây, 90, 180 nội tiếp. Rồi giờ tôi khai thác cho các em coi nè ha. Rồi giờ là số rồi em, câu cuối mà. Số thoải mái. Rồi. Đặt nha. Đặt đây là G1 đi. Đây là F1 cho tôi. Rồi. Góc này cộng góc này 180. Mà này bằng này. Suy ra này cộng này 180. Mà này bằng này. Vậy suy này cộng này 180. Dẫn đến HGK thẳng hàng. Chấp nhận không? Đó. Dạ chứ mấy ha. Rồi, ở đây. Muốn chị mày mời cứ chấm đồng hành cho tôi. Nha. Ta có. Góc EGC. EGK các em. EGK nha. Cộng góc C. Cả điện góc C luôn đi. Bằng 180. Đúng không? Vì sao? Để thích nào? Vì tứ giác đã nổi tiếp mà nào? GECK nổi tiếp. Ok. Nha. EGK cộng góc C bằng 180. Mà góc C
này bằng góc F1 bằng ngoặc hai này bằng nhau vì cùng bù góc nào biết đâu BFE vì tứ giác BEF đã nổi tiếp BFEC đã nổi tiếp hiểu không rồi mà góc C bằng góc F giải thích nè vì cùng bù với góc gì em BFE thấy chưa đó kỹ hơn thì vì tứ giác này nổi tiếp rồi nè đúng không nhưng mà tôi làm nhắn hơn chút xíu nữa ha rồi không cho em đó mà từ đây em suy ra gì suy ra góc EJK cộng góc F1 bằng 180 lại có góc F1 bằng góc này nè F1 bằng góc G1 thì sao em bằng 1 phần 2 số đo cùng gì em HE mời ngoan giải thích kỹ hơn nè vì tứ giác mới chứng minh nè thì chứng nhận đang nội tiếp nè F vì tứ giác FHEZ nội tiếp đúng chưa vậy thì đây suy ra góc EZK đúng không cộng góc G1 G1 bằng 180 trời ơi EZK mà cộng G1 bằng 180 thì em biết rồi đó lập tức từ đây suy ra điểm gì em từ đây nên điểm H điểm G điểm K thẳng hàng em đặt cho tôi đây là số 2 từ 1, 2 suy ra nè H, I, G đã thẳng hàng nè H là từ H là I, G đã thẳng hàng rồi rồi tiếp tục rồi H, G, K đã thẳng hàng rồi vậy kết luận H, I, K nè suy ra H, I, K thẳng hàng nè okay. Rồi các em trình bày cách thứ nhất đi. Rồi, giờ tôi hướng dẫn các em cách thứ hai nha. Nhưng mà cách thứ hai á, cách thứ hai tôi cũng phải dùng tới đây nè các em. Tôi cũng phải chứng minh nó là hình chữ nhật đó các em. Đó. Rồi. Vậy thì ở đây tôi sẽ không có tôi sẽ không dùng điểm gì luôn em nha. Tôi không dùng gì luôn. Xóa cái gì luôn. À nếu mà gì là hình chữ nhật không? Nhận hai này song song rồi cũng phải dùng chữ gì để chứng minh hình chữ nhật thì hai đường chéo cách nhau để trung điểm mỗi đường đúng rồi vậy thì tôi cũng vẫn chứng minh đây hình chữ nhật luôn nhưng mà khúc này tôi không dùng nè nha rồi tôi không dùng chỗ này ha rồi tôi xóa chỗ này luôn ha để cho nó bớt thời gian lên mỗi câu ngồi chứng minh bên này đó tôi không dùng tới đây luôn nè đó có nghĩa là em làm từ đầu cách hai tới đây luôn tới đây ha xong rồi em cũng phải dùng tôi sẽ dùng cái những tứ giác nội tiếp nào tôi sẽ không dùng cái tứ giác nội tiếp EZKC nội tiếp tôi không dùng luôn tôi không dùng cái này luôn ồ vậy xóa mất hết rồi một cái vậy thì tôi sẽ cho xóa đây luôn ha tôi dùng cái tới đó thôi ha xóa bớt đi rồi còn phương pháp này của tôi ha phương pháp này tôi chưa làm cho các em bao giờ đúng ha tôi dùng cách thứ mấy anh em thứ bảy ha để chứng minh rồi tôi chứng minh đây hình chữ nhật trước nè rồi và tôi cũng phải dùng tôi phải chứng minh được cái tứ giác này nội tiếp đó anh em nha chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp luôn nha rồi giờ tôi sẽ phân tích cho các em coi nha cái bài giảng của tôi như vậy là các em nhìn bảng kỹ nè rồi ở trong đây có một số phần không dùng tôi sẽ bỏ bớt luôn cho các em đỡ bị rối xóa bớt cái góc này luôn nha không dùng giới chỗ này luôn xóa chỗ này luôn nha rồi không dùng cái góc F1 chỗ này luôn rồi ta dùng hai góc này nè H1 là tí tôi cũng không đọc luôn nhưng mà tôi viết đây cho em coi thôi E1 thì tôi sẽ dùng E1 dùng mỗi góc E1 thôi cái hai góc này thôi em nhìn nha nghe đây giảng bài nè cái này em chứng minh là hình chữ nhật rồi mà hình chữ nhật em học rồi hai đường chéo cách nhau lại trung điểm mỗi đường đúng không y là trung điểm đường chéo thứ nhất thì lập tức y chính là trung điểm đường chéo thứ hai
Mà em học rồi hình chữ nhật thì hai đường chéo làm sao em? Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Đúng không? Vậy thì bốn khúc này bằng nhau. Nè. Thì dẫn đến góc Y từ đây nha, tôi sẽ định dạng cho em coi rồi. Nè, hình chữ nhật hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, vậy hai hàng này và hai đường chéo bằng nhau nó suy ra bốn khúc này bằng nhau luôn. Vậy thì tam giác HIE là tam giác cân, suy ra góc Y1 bằng góc IHI. IHI nha. Tới đây thôi nha em. E1 bằng góc EHI thôi nha. Giờ tôi cũng chứng minh luôn góc E1 bằng góc EHK. Em thấy không? Hai cái tia này đều kéo xuống dưới hết. Hai cái tia này nó nằm dưới mặt phẳng này. Còn nó nếu mà kéo lên trên thì không thể được. Nhớ nha, HI và HK cùng góc là góc H và cùng kéo xuống dưới. Nha. Và tôi sẽ chứng minh góc E1 bằng góc EHK. Nè, E1 bằng góc EHK là góc dài đây nè. Thì chắc ăn nếu mà em chứng minh E1 bằng góc EHGI rồi, và E1 này bằng EHK nữa, mà hai cái này cùng kéo xuống dưới mặt phẳng này, chắc ăn 3 điểm mới thắng ha. Nhưng mà vấn đề làm sao mà chứng minh được góc E1 bằng EHK nè. Em nhìn nha, góc H1 đó em, góc H1 bằng góc B1, tại vì tứ giác là BHEK nội tiếp rồi, thì hai góc nội tiếp cùng chấm cùng phải bằng nhau. Em hiểu ý tôi nói không? Đúng không? Đó. Rồi tiếp tục này em, góc B1 này bằng góc gì em? F1. Hai góc này nội tiếp cùng chấm cùng em, vì tứ giác BFEC nội tiếp. Đúng không? Nè, tôi nhắc này nè. Góc EHK bằng góc này. Đúng không? Bằng hai phân số đo cùng EK, rồi góc này bằng góc này, bằng hai số đo cùng EC, mà góc này bằng góc này so lên trong, hai này song song nè, góc này, vậy dẫn đến góc E1 sao em? Tôi nói lại nè, góc này bằng góc này, mà góc này cái góc dài dưới đây nha các em, đó góc dài dưới đây màu đỏ nè, tôi vẽ màu đỏ, em nhìn góc giờ tôi đang nói nè, hiện tại là góc chạy đây nè, đó chạy dài đây nè, trước mặt là góc tới Y đâu nha, đó. Nhìn nha, góc dài nè, góc này nè bằng góc này, mà góc này bằng góc này, mà góc này nè bằng góc này so lên trong, vậy suy ra góc này bằng góc dài chính là đó, E1 bằng góc EHK, mà E1 này bằng EHI, lập tức ba điểm này bắt buộc phải sao? Thấy không? Lạc quá lạc đúng không em? Đó, mình ít làm ha. Rồi vậy thì ở đây, rồi từ đây, từ đây suy ra hình Y là chắc anh là trung điểm đường chéo thứ nhất, chắc anh nó chính là trung điểm đường chéo thứ hai, đúng không? Đúng không? Dẫn đến bốn cạnh này bằng nhau. Từ đây suy ra ha, HI bằng IE, đúng không? Và ngoài ra tính chất hình chữ nhật, HFGE, hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau và hai đường chéo cách nhau tại trung điểm mỗi đường, hai cạnh này bằng nhau, suy ra tam giác HIE cân, cân tại Y, nên góc E1 bằng góc EHI thôi nha em. E1 bằng góc EHI thôi nha, đọc tới đây nha. Đó, tôi đặt đây là lúc nãy có này, lúc nãy cắt 1 thì có 1 2 đúng không? Thì cứ tiếp tục đặt đây 1 được các em nghe nha. Đó. Rồi. Giờ tôi xử lý tiếp theo nè. Tôi phải cần chứng minh tứ giác này nội tiếp nè. BFEC nội tiếp. Chấm nha. Tứ giác BFEC nội tiếp. Nội tiếp được. Giải thích nha. Vì góc BFC bằng góc BEC bằng 90 độ. Đúng không? Hai góc kề một đỉnh cùng nhìn với một đoạn thẳng bằng nhau. Rồi, BFC bằng BEC, tứ giác nội tiếp. Mà tứ giác nội tiếp thì từ đây suy ra góc B1 bằng góc F1 bằng 1 phần 2 số đo cùng EC. Mà góc F1 nha các em, bằng E1 mở ngoặc ra so lên trong. Hình chữ nhật hai cái đố song song, đúng không? Thì hai góc này bằng nhau này. Vậy từ đây suy ra
Nhưng mà chỗ này nè chị em, à, chỗ này em phải đọc là B1 bằng góc F1 đúng không? Mà F1 này bằng E1 nè. Vậy từ đây suy ra cái gì em? B1 lại bằng gì? E1 nha. Lại có góc B1 bằng, đừng có đọc H1 nha, H1 đừng hiểu là chỗ nào, đọc B1 này em, bằng góc EHK. EHK hai góc này bằng nhau, đều bằng 1 phần 2 số đo, hai góc này bằng nhau đều bằng 2 số đo cùng EK. EK nha em, đúng không? Kỹ hơn thì em nói nè, vì tứ giác BHEK nội tiếp mình đã chứng minh rồi, đúng chưa? Vậy từ đây suy ra điều gì em? B1 bằng E1 đúng không? Mà B1 lại bằng góc này, vậy từ đây suy ra góc E1 bằng góc EHK. EHK thấy chưa? Đó, E1 bằng góc EHK mà E1 lại bằng EHK. Đó, đặt đây là hai. Đúng rồi. Từ 1, 2, suy đây. Điểm H, điểm Y, điểm K. Sao em? Thẳng hàng. Ok. Thôi, em trình bày vào nha. Các em quan sát lên câu số 5 nha. À, yêu cầu giải phương trình ha. Căn X cộng căn 3X chữ 2 bằng X bình phương cộng 1. Rồi. À, bài này dạy phương trình vô tỷ á, nếu mà cái em á, có nhiều em bình phương lên á, bình phương lên tới là bậc 4 rồi đó em, bình lên là mũ 4 rồi, tương lại còn cái căn nó bình lên nó trời mũ rất là lớn nha. Đó, nếu mà ở đây nào mũ 1 đã còn có khả năng mình có thể làm được, nhưng mà đã mũ 2 em bình lên tới mũ 4 rồi, còn thay lần căn AB này, bên này chữ căn nữa đúng không, rồi này bình lên nó trời ơi tới mũ 8 luôn đó, dạy không được ha. Đây là phương trình căn vô tỷ cũng khá phức tạp ha. Bài này tôi sẽ hướng dẫn các em rất nhiều cách nha. Có thể tôi hướng dẫn các em 3 cách. Này, cách thứ nhất tôi sẽ đưa về hình thức như vậy các em. Tôi sẽ đưa về hình thức này, phương pháp gần như gọi là ghi nè, giống này là phương pháp đồng nhất thức nha. Đồng nhất thức. Đồng nhất thức. Ví dụ này, khi em chứng a bình cộng b bình bằng 0 chẳng hạn. Chứ không phải a nhân b bằng 0 nha, mà a nhân b bằng 0 thì quá dễ rồi, a bằng 0 hoặc b bằng 0. Còn ví dụ em đưa về là a bình cộng b bình bằng 0 khi nào? Khi phải trừ khi ngoặc nhọn chứ phải ngoặc vuông. Muốn a bình cộng b bình bằng 0 rất đơn giản, em thấy này, a bình thì luôn luôn lớn bằng 0, b bình cũng luôn luôn lớn bằng 0. Vậy muốn hai này cộng lại bằng 0 thì rất đơn giản, chỉ cần a bình bằng 0 hoặc là b bình bằng 0. Vậy chỉ cần a bằng 0, cơ số bằng 0 thôi được rồi. Chỉ cần a bằng 0 hoặc b bằng 0. Nha các em. Đó. Rồi, ở đây các em. Rồi tôi sẽ đưa về bình phương nè các em. Mà muốn có bình phương em để nè, bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu á thì phải có hai lần a nhân b mới được. Đúng không? Ở đây đâu có số 2 gì đâu. Lúc này tôi nhân cả hai vế cho hai nha. Rồi, trước khi làm tôi lấy điều kiện trước nha các em. Điều kiện là trong căn không âm. Này em, trong căn không âm là x phải lớn hơn bằng 0, x phải lớn hơn bằng 2/3. Hai cái lớn, lấy cái lớn nhất cho tôi. Lớn hơn không hay lớn 2/3 thì lấy cái lớn nhất cho con, lớn hơn 2/3, lớn với lớn lấy lớn cho con nha. Rồi trước đây tôi nhân cả hai vế cho hai, biến thành 2 căn x cộng 2 căn 3x trừ 2. Tôi nhân 2 vô luôn nha, à, biến thành 2x bình phương trừ cộng cho 2. À, sau đó tôi thấy cái này chuyển qua đây là trừ, cộng chuyển qua là trừ đi cho nó dễ nhìn nha các em nha. 2 bình phương nè, cộng cho 2 nè, trừ 2 căn x nè, trừ 2 căn 3x cộng cho 2 nè bằng 0 nha. Rồi. Rồi các em quan sát nha. Rồi coi ra nè, tôi sẽ đưa về thức cho các em. Vậy thì tôi viết này, trừ 2 lần a là căn x nhân cho b, 2 nhân mấy để bằng 2, chắc căn chỉ có số 1 thôi. Vậy đây là a, đây là b nha các em. Muốn bằng thức thì có a bình và b bình, cái này bình lên căn x bình lên bằng x này. Rồi 1 bình lên bằng 1 này. Thấy không? Mấy cái này không sao hết, cái này là những cái phần thêm tí tôi sẽ trừ đi, thêm bao nhiêu thì mình sẽ trả nợ bấy nhiêu nha. Rồi tiếp tục dấu cộng ngoài này. Rồi tiếp tục là trừ 2 căn 3x trừ 2 nha các em. Đây là 2 lần a này em, nhân b là nhân 1 này các em. Vậy b bình lên, cái này bình lên là bằng 3x trừ 2, đúng không? A bình lên
điều kiện ít lớn hơn hoặc bằng 2/3 thôi, đúng không? Đó, bình thân này, đó, mau chính nó. Vậy muốn có hạnh phúc nữa là phải gì? Có bê bình 1, bình 1 bằng 1, đúng không? Đó là những cái này em thêm, là thêm cái này, thêm cái này, thêm cái này và thêm cái này, tí em sẽ trả nợ, đừng có lo lắng gì hết. Em viết lại nha, cộng 2 bình luôn, viết lại nè. Đó, cộng 2 bình nè, cái này không thêm bớt gì, viết lại nè. Rồi, giờ coi nha, tôi thêm cái gì đây? Thêm 1x, thêm 3x là 4x, thêm 4, tổng cộng thêm 4x thì phải trả đi 4x nè. Đó, nó mới hết. Em thêm 1 nè, bên thêm 1 nó là 2 nè, đúng không? Với trừ 2 hết, coi như em không thêm, đúng không? Thêm 1 nè, 2, 1 là 2 nè, 2 trừ 2 hết nè. Vậy mà đề nguyên văn là có cộng 2, thì ở đây phải cộng 2 bằng không. Trời ơi, vậy vậy không? Rồi, ở đây con nhận thức các em, đây chính là A, đây là B, chính là căn x trừ 1 tất cả bình. Đọc cho, đây là A, đây chính là B nè. Cộng cho căn 3x trừ 2, sao em? Cộng 1 trừ 1 các em, tất cả bình. Và ở đây cũng vậy là A, ở đây em quan sát hẳn đặt 2 ra ngoài em, biến thành x bình phương trừ cho 2x cộng 1 bằng không. Mà em thấy gì không? Đây hạng thức chứ gì nữa, đúng không? Đây chính là x trừ cho 1 tất cả bình chứ gì nữa, đúng chưa? Vậy thì nó em hỏi nè, bình này nè, bình phương lên luôn luôn là không âm mà luôn luôn lớn bằng không mà. Cái này luôn luôn lớn bằng không mà. Cái này luôn luôn lớn bằng không mà. Đúng không? Vậy muốn 3 ngày cộng này bằng không, chỉ còn đường hợp duy nhất là 3 ngày đồng loạt phải bằng không. Nghe hả? Mà lúc này các em tuyệt đối không được dùng ngoặc vuông nha, phải dùng ngoặc nhọn nha, là bắt buộc. Nè, muốn 3 ngày bằng không thì rất đơn giản, khi gì em? Căn x trừ 1, đúng không? Tất cả bình bằng không và chỉ cần căn x trừ 1 bằng không thôi. Hoặc là căn 3x trừ cho 2 trừ cho 1 bằng không thôi. Và cuối cùng là chỉ cần gì? X trừ 1, sao em? Bằng không. Giải thích kỹ hơn. Vì căn x trừ 1 tất cả bình luôn luôn lớn bằng không. Rồi căn 3x trừ cho 2 trừ cho 1 tất cả bình luôn luôn lớn bằng không. Và 2 nhân x trừ cho 1 luôn luôn lớn hơn hoặc bằng không. Không ăn. Đúng chưa? Vậy thì rất đơn giản, ở đây em giải phương trình tìm x thôi. Đúng không? Đâu em giải nè, cái này dễ ha. Cái này nhắc ngoài luôn nha em. Cái này nhắc ngoài luôn nha. Trừ 1 chuyển qua là cộng 1, căn x bằng 1. Căn x bằng 1, bình phương 2 vế lên, chắc ăn là x bằng 1. Tiếp tục. Căn 3x trừ cho 2 trừ 1 chuyển qua là dương 1, bình phương 2 vế lên, biến thành 3x trừ 2 bằng 1. Chuyển qua là 3x bằng trừ chuyển qua là cộng 3. Mà 3 chia 3 thì bằng 1. Cái này bằng 1 luôn. Trừ 1 chuyển qua là dương 1 luôn. Và chắc ăn 3 đáp số này phải bằng nhau. 3 đáp số, ví dụ đây là 1, đây là 2, đây là 3 là xong rồi đó. Nghe không, lúc này phương trình trở lên muốn nhỉ. Không, cái này là đồng loạt nha. Này là bắt buộc, cái này 3 này phải cùng một giá trị x với được. Nghe mà giải ra em có một cái giá trị khác nhau. Nghe, đó. Vậy mà 1 này, 1 này lớn 2/3 khỏi điều kiện. Nhận kết luận được kỹ. Vậy phương trình có tập nghiệm này, kết luận này thôi nha, có tập nghiệm hết bạn. Một nha, đó, đây là một cách thôi các em nha. Quan sát đến tôi sẽ hướng dẫn các em cách thứ hai nha các em nha. Đó, cách thứ hai nè. À, muốn làm được cách thứ hai á, mấy cái phương trình vô tỉ á, muốn làm cách hai em kiểm tra nghiệm mới trước nha, kiểm tra nghiệm mới trước. Mà muốn kiểm tra nghiệm của một cái phương trình rất đơn giản, mình có phím kiếm gì em? Shift show trên máy tính đó em, em nhập hết vào máy tính shift show, lúc này nhập shift show 10 đó em, đã tìm nghiệm rồi đó. Em dò nghiệm 1, 10 đến nhiêu 100 hoặc là âm 1, âm 10, âm 100, em dò em tìm tất cả các nghiệm ra cho con. Nhưng mà bài này lúc nãy mình cách 1 em làm chỉ có một nghiệm thôi đúng không? Nghiệm bằng 1 đúng không? Em không tin, em nhập hết máy tính em dọn ngấm ship sổ, lập tức là nghiệm 1. Có một nghiệm duy nhất à. Vậy 1 là nghiệm đó. Vậy thì cái phương pháp thứ hai nha. Cách 2 tôi dùng phương pháp liên hợp. Nha. Liên hợp. Đó. Phương pháp liên hợp. Vậy thì ở đây thứ nhất tôi sẽ phân tích nè, phân tích ở ngoài luôn cho em coi chỗ này ha. Rồi. Vậy căn x trừ đi, em để ý nha, cái căn này chưa biết, đặt đây căn A là nghiệm của nó chắc là bằng không nè. Mình đoán nghiệm của nó nè, mình sẽ tìm được máy tính nè, x bằng 1 là nghiệm đúng không? Là nghiệm. Rồi, rồi thứ nhất là mình sẽ xét trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai nè, căn 3x trừ 2
trừ cho căn B luôn bằng không, là nguyên của nó phải bằng không anh. Rồi mình tìm cái số căn đây để tính liên hợp. Em để ý nha, coi quan sát này nha. Ở như cách năm ngoái tôi cũng giảm có một cái đề nằm như những cái công lòng rất là tỉnh Bình Phước đó. Làm bằng phương pháp liên hợp trong bài toán định lý vĩ cực kỳ đau đầu luôn, bắt buộc làm cái đó luôn chứ không làm được cách một luôn nè nha. Rồi trước tiên là tôi nhận xét nè, một là nghiệm đúng không, tôi thay một vào đây, một trừ căn a bằng không, vậy thì tương đương chuyển qua nhang, vậy a bằng mấy em, bằng một. Vậy thì ở đây tôi sẽ biến đổi nè, thì tương đương tôi lấy căn x trừ đi căn a là căn một đó, là một, thêm đây một cái nhà tí sẽ liên hợp cho em tròn nhìn nhân bản nha. Rồi tiếp tục, tôi thấy một đây là nghiệm này em, một là nghiệm, xác định một là nghiệm rồi, thay một vào đây, một ở đây là tính này em, một nhân hai, một nhân ba trừ hai bằng một đúng không đó, một trừ đến căn b bằng không, có nghĩa là căn b bằng một, vậy b bằng mấy em, bằng một nha. Vậy thì tôi tiếp tục đọc căn 3x trừ cho 2 trừ đi 1 đúng không. Rồi các em coi tôi chuyển vế qua ha, tôi cộng x bình phương nè, tôi chuyển qua là gì em, trừ x bình phương. Rồi các em quan sát nè, em để ý nè, cộng 1 tôi chuyển qua là gì, trừ 1 đúng không. Nhưng mà em để ý trên cái bài này em, em để ý trên cái bài này tôi thêm bao nhiêu cái trừ 1, thêm 2 cái trừ 1 đúng không, đúng không, thì tôi phải trả lại là cộng 2, mà cộng 2 với trừ 1 thì chắc chắn đây là cộng 1, em hiểu không. Giờ tin trừ đi ngay, 1 trừ 1 hết còn âm 1 đúng không, là cộng 1 tôi chuyển qua đây là gì, trừ 1 đó, đúng rồi đúng không, thêm nhiều trả bao nhiêu. Rồi con đã liên hợp này, em để ý nè, trước giờ em nhiều em thấy lạ đúng không, trước giờ mình chụp căn ở mẫu mà đúng không, giới căn để mẫu đưa lên, giờ mình đưa từ trên đưa xuống, giờ nhìn nha, coi tôi biết đổi này, nhìn nha các em, tôi sẽ nhân giới cho căn x cộng 1, nhìn nha, nhìn nha, tôi nhân cho giới căn x cộng 1, thấy chưa, thì trên tôi nhân cho căn x cộng 1, mà căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1 chính là bằng x trừ 1, thấy chưa, thấy chưa. Tiếp tục nè, liên hợp tiếp theo nè, đây là a trừ b đúng không, tôi giới tôi nhân cho cái mẫu này nè, nhân cho 3x trừ 2 cộng 1, em nghe em nhìn thấy bạn nè, coi đâu làm nhanh chỗ này nha, coi chừng không hiểu nè, giới mẫu này nè, mẫu này nè ha, tôi nhân cho căn 3x trừ 2 cộng 1 thì trên tôi nhân cho căn 3x trừ 2 cộng gì, 1, tạo thành thức a bình trừ b bình đúng không, này bình lên mất căn là 3x trừ 2 đúng không, đúng không, trừ b bình, trừ b bình là trừ mấy, trừ 1, thấy chưa, tôi đặt cái dấu trừ ra ngoài biến thành x bình phương trừ 1 bằng 0. Tôi vẫn làm chậm, thật chậm cho các em nhìn nha. Em à, 3x phải trừ 3, tôi đặt 3 ra ngoài có xuất hiện x trừ 1 không, hiểu không, hàng đẳng thức đúng không, x trừ 1 nhân x cộng 1 đúng không, bằng 0 không. Vậy thì tương đương tôi có nhân tử chung, nhân tử chung, nhân tử chung là x trừ 1, đặt x trừ 1 ra ngoài thì mở ngoặc ra còn 1 trên căn x cộng cho 1 cộng, thì còn gì em, đặt này ra ngoài còn 3 phần căn 3x nha, trừ 2 cộng 1 nha. Rồi trừ mở ngoặc ra hay là phá ngoặc luôn cũng được, trừ x trừ 1 nha em, bằng 0 nha em, không hoàn thành. Mà bài mình biết chỉ có đáp án bằng 1 thôi đúng không, đâu có giải được nghiệm khác đâu đúng không. Vậy thì cái này luôn luôn khác không, là việc chứng minh cho các em để cái này khác không cả một vấn đề khó khăn nha. Vậy thì thôi mình cứ giải đơn giản thôi, này x trừ 1 bằng 0 tương đương x bằng mấy em, bằng 1, kết luận đúng nghe đó. À, giờ tôi sẽ hướng dẫn cho em thêm cách thứ ba nha, cách thứ ba, cách thứ ba, cách thứ ba tôi sẽ xét sự đối nghịch của hai vế các em nha, đối nghịch của hai vế và kết hợp bất đẳng thức IMCM hay còn gọi là bất đẳng thức Cauchy nha, đó đó, tôi dùng bất đẳng thức IMCM hay là bất đẳng thức còn gọi là bất đẳng thức Cauchy đó các em nha. Đó giờ tôi đây nè, điều kiện x phải lớn hơn bằng 2/3 phải không, giờ đây nè,
tôi sẽ xét này ha. À, tôi sẽ áp dụng các em coi quan sát nha. Áp dụng bất đẳng thức. Em ghi là cô si cũng được không sao nha các em. Bất đẳng thức chính xác là sao, sau này các em chương trình sắp đó đổi mới là ghi là IMGM hay là bất đẳng thức cô si nha. À, cho hai cái số này nè. Căn ít hàng. Rồi, trước tiên tôi nhắc nè, bất đẳng thức IMGM hay là bất đẳng thức cô si đó các em. Trung bình cộng đúng không? Của hai số này luôn luôn lớn hơn trung bình nhân của nó, căn A nhân B. Để ký điều này ha. À, tôi sẽ phân tích nè. Đây, căn x chính là bằng hay ngược lại nè, căn A nhân B đúng không? Luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B chia mấy? Chia 2, viết ngược lại cho các em coi ha. Hay là em tắt ra vậy cũng được nè. Đó, căn A nhân căn B cũng được, R như vậy cũng được. Đó, dấu bằng xảy ra em phải nhớ nha, kỹ nè, dấu bằng xảy ra trong sách học thêm á, của lớp 8 em cũng có giới thiệu bất đẳng thức Cauchy đó em. Khi vậy chỉ khi A bằng B, đây là bất đẳng thức của nó nha. Đây là công thức gốc của nó, là từ đây suy ra cho em coi. Căn x lúc này tôi sẽ phân tích là bằng căn x nhân cho căn 1. Em hiểu không? Căn 1 chính là bằng 1 đó em nha, tôi ghi 1 thôi được rồi. Đây là A nhân B là em. Đây là A nhân B là căn A nhân căn B là luôn luôn nhỏ hơn bằng A cộng B. A cộng B nha. Vậy có nghĩa là bằng x cộng cho mấy em? Cộng 1 chia 2. Thấy chưa? Rồi tương tự tiếp tục, căn 3x trừ 2 nhân chính là bằng căn 3x trừ 2 nhân cho căn 1 đó em. Căn 1 thì tôi ghi là 1 luôn cũng được đó. Đó, luôn luôn nhỏ hơn bằng. Đây anh nhìn ra là bằng A cộng B chia 2. A chính là 3x trừ 2 cộng cho B là 1 chia cho 2. À, cái này chính là bằng gì em? Nè, tôi rút gọn lên ha. À, cái này chính là bằng 3x trừ cho 1 chia 2. Vậy từ đây tôi suy ra cái này, cái vế này gọi là vế trái nha. Vế trái này nè. Luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng hai này cộng này nè em. X cộng 1 chia 2 cộng cho 3x trừ cho 1 chia 2 bằng cái gì em? Tôi cộng lại 2. Này là bằng 4x nè. Này 2 này hết nè em. 4x chia 2 có phải bằng 2x không? Chính được không? Rồi. Đây là vế trái nha, còn vế phải nè em. Vế phải nè. Vế phải là x bình phương cộng 1. Rồi, tôi lúc này tôi áp dụng bất đẳng thức Cauchy là công thức này nè. Vậy thì tôi sẽ biến đổi lên một chút xíu cho các em coi ha. Từ đây sẽ biến đổi ra này. Các em, đó, chỉ lên A cộng B chỉ lên lớn hơn bằng A nhân cho căn chuyển 2 nhân A chia 2 chuyển lên nhân 2 là căn A nhân B. Đó. Vậy thì ở đây các em, tôi sẽ phân tích này. À, vế phải của nó chính là bằng x bình phương cộng 1 đúng không các em? Tôi sẽ phân tích này, đây là AB này, đúng không? Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng. Yeah, công thức này. 2 căn A nhân B là x bình phương nhân 1 thì bằng nè, căn x bình phương mang ngoài x ta, tại vì điều kiện x lớn 2/3 mà. Đó, vậy mang ngoài 2x. Vậy thì rất đơn giản em, khi nào vế trái không? Để vế trái nè, bằng vế phải. Cái này vế trái bằng vế phải. Khi nào em? Khi nào em? Đây. Em nhìn nhé. Ví dụ nè, có nhiều em đến đây chưa hiểu nè. Vế trái này luôn luôn nhỏ bằng 2x, vế phải luôn luôn lớn bằng 2x. Vậy khi nào vế trái bằng vế phải? Em đi nhìn nha. Ví dụ nè, có một bạn nói về nhà tôi, trong nhà tôi lúc nào có 10 triệu đi. Lớn bằng 10 triệu. Cái bạn kia nói nhà tôi lúc nào số tiền trong nhà lúc nào cũng vậy, nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu. Vậy nó hỏi khi nào A bằng B? À, khi nào hai này bằng nhau? Rất đơn giản, khi hai nhà này đều bằng bao nhiêu em? Bằng 10 triệu hết. Vậy thì hai này muốn bằng nhau khi nào? Hai này muốn bằng nhau thì chắc chắn phải bằng 2x. Đúng không em? Mà bằng nhau khi nào? Đây, dấu bằng sẽ nha. Bằng 2x khi nào? Vế trái bằng 2x khi nào? Khi A bằng B. A này em. Khi A bằng B nha. Rồi, phân tích đi nha. Khi A bằng B có nghĩa là căn x bằng 1. Căn x sao em? Căn x bằng căn 3x trừ 2 bằng 1. Và khi nào nữa em? Khi gì? Khi A bằng B nè. Thì x bình thường bằng mấy? Bằng 1. Em giải ba phương trình lập tức tìm được nha. Để vế trái bằng vế phải khi và chỉ khi bằng nhau đó, có nghĩa là bằng 2x đó, khi và chỉ khi. Rồi, dấu bằng xảy ra là các em, khi đồng loạt các này phải bằng nhau nè. Nè, khi này A bằng B nè, thì căn x bằng 1. Căn bao nhiêu em?
3x trừ 2 bằng 1. Và khi nào các em? Khi x bình phương bằng 1. Đó, vậy thì ở đây tôi sẽ phân tích ha. Vậy thì tương đương x bằng 1. Chuyển qua bình phương hay vế lên nha, bình lên mất căn là biến thành 3x trừ cho 2 bằng 1, chuyển trừ 2 qua biển cộng 2 bằng 3, đúng không? Đúng không? 3 chia 3 bằng 1, x bằng 1. Là x bằng 1. Và x bằng gì em? Cộng trừ 1. Vậy thì tương đương x bằng mấy? Điều kiện x phải lớn hơn bằng 2/3. Vậy tương đương x bằng mấy các em? Bằng 1. Nha. Đó, xét tính đối nghịch giữa hai vế. Nha. Cái này các em phải làm nhiều bài tập. Nhưng mà thông thường trước giờ các em đa số tôi thấy mấy em học nâng cao á, xét tính đối nghịch của hai vế tôi thấy thông thường là dùng hay dùng một cái là bất đặc thức vui như cookie á các em. Đó, một cái bên tìm min, một cái bên tìm max. Đó, rồi xét tính đối nghịch giữa hai vế bằng nhau, sau đó xét dấu bằng sẽ ra rồi là xong bài con nha. Nhưng bài này đồng loạt là áp dụng bất đặc thức ai em gì em hết nha các em. Rồi các em chỉnh lại vào. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like, share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.